cẩn thận khi lựa chọn màu sắc chủ đạo cho doanh nghiệp. Hôm nay, Quản Tầm Phong Thủy Kinh doanh lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị những cái thông tin bổ ích về việc lựa chọn màu sắc chủ đạo cho doanh nghiệp. Như anh chị đã biết là cái màu sắc chủ đạo nó có cái tầm quan trọng và ảnh hưởng đối với doanh nghiệp. Nếu cái màu sắc chủ đạo mà nó hợp với người chủ doanh nghiệp, tương hợp, tương sinh với người chủ doanh nghiệp thì sẽ giúp cho người chủ doanh nghiệp có nhiều cái năng lượng và làm việc tốt hơn và đem đến cái sự thuận lợi cho công việc. Nếu cái màu sắc chủ đạo mà không hợp với người chủ doanh nghiệp thì nó sẽ làm cho người chủ doanh nghiệp mất đi cái năng lượng và mất đi cái sự kết nối với lại khách hàng. Để lựa chọn được cái màu sắc chủ đạo thì trước tiên là cái màu sắc đó phải tương hợp, tương sinh với lại ngũ hành của người chủ doanh nghiệp. Ví dụ người chủ doanh nghiệp mệnh mộc thì chúng ta nên chọn màu xanh lá hoặc màu đen thì sẽ có cái sự tương hợp và tương sinh và sẽ làm cho vượng mộc, sẽ tốt cho người mệnh mộc. Tiếp nữa là màu sắc của ngành. Ví dụ ngành vận tải biển là liên quan tới thủy thì cái màu chủ đạo của ngành đó là màu đen và màu xanh. Mà nếu chúng ta chọn cái màu đỏ thì vô tình là thủy hỏa lại tương xung. Như vậy là sẽ làm cho cái công việc sẽ không có được thuận lợi, sẽ không có tốt. Điều quan trọng nhất đó là sự hài hòa giữa màu sắc của người chủ doanh nghiệp, màu sắc của ngành, từ đó sẽ tạo nên cái màu sắc chủ đạo. Ví dụ, người mệnh mộc làm ngành vận tải biển, thủy sinh cho mộc, như vậy là vượng mộc. Như vậy là cái công việc nó sẽ rất là thuận lợi, rất là tốt cho người chủ doanh nghiệp. Nếu chúng ta chọn cái màu chủ đạo là màu đen và màu xanh thì như vậy vô tình nó sẽ có cái sự hài hòa giữa người chủ doanh nghiệp, giữa ngành kinh doanh và cái màu sắc chủ đạo của doanh nghiệp. Điều đó sẽ rất là tốt, sẽ làm cho cái sự thuận lợi cho cái công việc kinh doanh. Như vậy, nếu anh chị cần hỗ trợ tư vấn về màu chủ đạo của doanh nghiệp, hãy comment, Quản Tầm sẽ tư vấn hữu duyên cho anh chị.